Mazda Bắc Giang là chi nhánh trực thuộc tập đoàn Thaco, tọa lạc tại cụm công nghiệp Sinh Kế, ngã Tư Kế, thành phố Bắc Giang. Tại đây, chúng tôi phân phối đầy đủ các dòng xe mang thương hiệu Mazda như Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, BT50 và đặc biệt là bộ đôi SUV CX5, CX8 đang rất hot trên thị trường hiện nay. Bên cạnh tôi lúc này là bộ đôi SUV CX5 CX8 thế hệ thứ 6.5 của Mazda vừa được ra mắt cách đây không lâu. Với bộ đôi này, Mazda tự hào mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất về tiện nghi, khả năng vận hành cũng như trang thiết bị an toàn khi sở hữu một chiếc SUV 5 chỗ, 7 chỗ. Vậy, bộ đôi này có gì đặc biệt? Ngay bây giờ, quý khách có thể gọi điện thoại đến số hotline trên góc màn hình để được tư vấn chi tiết hoặc đến trực tiếp showroom chúng tôi, đăng ký lái thử, trực tiếp trải nghiệm cảm giác lái bộ đôi đẳng cấp này. Chúng tôi luôn chào đón quý khách hàng. Trân trọng kính mời. Tiếp nối chuỗi bàn giao xe tại Mazda Bắc Giang, ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự được tổ chức lễ bàn giao 15 chiếc xe Mazda tới khách hàng thân yêu. Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn loại xe nào phù hợp với mình, hãy đến với Mazda Bắc Giang. Ở đây, chúng tôi có đội ngũ tư vấn bán hàng nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, sẽ tư vấn cho quý khách lựa chọn được những chiếc xe đem lại giá trị cao nhất theo tiêu chí riêng của quý khách. Mỗi nụ cười của khách hàng khi đến nhận những chiếc xe thân yêu là động lực thúc đẩy chúng tôi cố gắng hơn nữa để đem tới dịch vụ tốt nhất khi quý khách đến với Mazda Bắc Giang. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Trân trọng kính mời.